rồi cái thác 300 là đang bị tiêu đồng tiền nên này. Chân của thác 300 mà đời từ 26 tới 20 là chiếc nào nó cũng kêu quá nè. Bây giờ mình sẽ rớt bốt ống nắp chào xuống mình canh, mà mình làm kỹ lắm, không nhìn không có dấu, không có biết nha. Thác 150 này làm máy cái tông bạc. Bây giờ mình tháo anh canh lại nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo bốn ốc này ra, mình canh mấy xin đồng tiền lại nha. Và ở đây mình canh á, mình có chim cái bịch này, cái đầu này nó bằng thép rồi, nó không có bị hư ốc nha. Mở ra rất là kỹ nha nè, mình không có dấu. Đây, quay cận cảnh cho anh em xem. Nó bình thường ha, không có dấu ốc gì hết đâu. Mình tháo ra mình canh cho anh em xem. Đây, cái cò zin đó nè, anh em nhìn ra. Nó nhiệt dữ lắm. Nó kêu cạch 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 cạch, cái này là lỗi nhà sản xuất nha anh em. Nó canh kỳ lắm, cái đời này là nó bị lỗi á. Bây giờ mình canh cái này là phải có những cái xin đồng tiền nè, thước lá nè, thước điện tử nè, cái đo nó đúng đi của nó nha, nó chuẩn xác luôn. Rồi đây, thì mình canh lại xong nha anh em. Đó, không có còn nhịp nữa ha, chỉ qua lại thôi, nó không có nhịp nữa, là nó đúng cái này nó nha anh em. Không, mấy zin nó rơ dữ lắm. Canh này là phải có mấy cái xin này nha. Rồi, canh là ba anh em im hơn xe mới luôn. Xe mới mua về vẫn kêu, xong chạy cũ rồi nó kêu lớn hơn. Thấp 300 đời 26 là 20 là nó bị nhiều lắm. Đa số chiếc nào nó cũng kêu, ít kêu nhiều thôi. Ba anh em là nó im hơn xe hãng luôn, im là im ru. Nó không có còn cái tiếng cạch nữa nha. Rồi ok, anh em yêu cầu điện thoại mình. SH 300, SH 350, 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Đại hội SH nha anh em. Quá trời xe luôn.